Ok, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ryan Long Fitness. Và hôm nay đây về video clip hướng dẫn các bạn cách tập tăng cơ giảm mỡ cùng một lúc, một điều mà hầu như là rất khó để có thể làm được, nhưng các bạn hoàn toàn có thể làm được nếu các bạn có cách thức tập luyện hiệu quả ha. Và đây là cách chia sẻ những bài tập lịch tập hiệu quả cho mục tiêu đó. Bình thường các bạn sẽ cảm thấy là với những người mà tập gọi là tập thể hình theo kiểu truyền thống á, họ thường sẽ là khi mà họ tăng cơ là họ sẽ tăng lên một cách họ rất là mập luôn. Trước đây mình cũng đã từng phạm sai lầm này. Bởi vì sao? Nó sẽ rơi vào một trường hợp, đó là khi mà bạn chú trọng vào việc tăng cơ, bạn sẽ ăn rất nhiều. Và kể cả việc bạn ăn nhiều tinh bột, nhiều chất béo để bạn tăng cơ và tăng cân cùng một lúc, và bạn lại chỉ việc là bạn tập tạ thôi, non tạ. Thực chất là bạn tập tạ, nó sẽ rơi vào vấn đề là bạn tập tạ, bạn có đốt nhiều calo hay không. Tại vì sao? Hai việc đó là hoàn toàn khác nhau. Khi mà bạn ăn để khối lượng cơ bắp của bạn to lên, nó to, nhưng mà ví dụ muốn nó nét, nó cắt nét hơn, nó phụ thuộc vào lượng mỡ trên cơ thể của bạn. Bình quân nếu mà lượng mỡ cơ thể của bạn thấp hơn ở mức khoảng từ 15% đổ xuống đối với nam giới và khoảng tầm 22% xuống với nữ giới, thì cơ thể của bạn mới bắt đầu cắt nét và thấy rõ các khối cơ. Còn nếu mà lượng mỡ đó tăng nhiều hơn mức đó thì bạn chỉ có thể thấy cái tay bạn to lên thôi, nhưng bạn không thấy rõ cái khối cơ để nó cắt nét. Như vậy thì làm sao để mà những bài tập nó vừa giúp bạn xây dựng cơ bắp mà nó vừa giúp bạn giảm mỡ? Rồi, và vấn đề chính đó là vấn đề thể lực. Trước đây cho các bạn xem luôn nè. Rồi, trước đây khi mà mình bắt đầu tập luyện, mình chưa biết về cách để có thể cùng tăng cơ giảm mỡ cùng một lúc. Và khi đó mình tập luyện, mình chủ yếu là mình chỉ tập là tạ thôi các bạn. Khi mà như vậy, cái cơ bắp của mình mặc dù mình nâng mức tạ rất là lớn, nhưng cái khối cơ bắp nó không hề nét. Đây, đây là cái thời điểm mà mình nhấc được tạ khoảng 170 kg, cũng như là cuốn tay được khoảng 40 kg, đẩy ngực 80-90 kg, nhưng mà bạn rõ ràng bạn thấy khối cơ bắp không nét, vì lúc đó mình chưa dành nhiều thời gian tập thể lực, tập HIIT hay là tập plyometric. Rồi lát nữa mình sẽ nói nó như thế nào. Còn đây là khối cơ bắp của mình khi mà mình bắt đầu mình tập nhiều và có nhóm thể lực tập HIIT và plyometric. Rồi, cái vấn đề của cơ thể của bạn là khi mà bạn bắt đầu bạn tập luyện để mà gia tăng cái khối lượng cơ, thì cái lượng mỡ của bạn cũng sẽ tăng lên nếu mà bạn ăn. Bạn hiểu không? Cái cơ thể của bạn nó như thế này. Đây, chúng ta vẽ ra để chúng ta phân tích cho nó dễ hiểu. Rồi, bạn có ở đây là một cái mức, ở đây là một cái mức calo tiêu thụ. Rồi, cái mức này là cái mức calo ăn vào. Rồi, xét một cách đơn giản là khi mà cái calo tiêu ăn vào của bạn thấp hơn cái mức calo tiêu thụ, tất nhiên là bạn tập và bạn không tăng cơ tăng cân. Nhưng khi mà bạn ăn cái mức calo này nhiều hơn thì chắc chắn cộng thêm như thế này vô, thì bạn ăn bạn sẽ vượt qua cái này, bạn sẽ tăng cân tăng cơ. Nhưng mà cái thành phần bạn ăn trong đây nó sẽ quyết định là việc bạn tăng cơ nhiều hay là bạn tăng mỡ nhiều. Đó là một yếu tố A. Yếu tố A là ăn. Rồi, trong cái video clip Meal Plan mình đã nói về cái cách tính cái thành phần dinh dưỡng. Nghĩa là bạn phải làm sao khống chế nó ở mức khoảng 35, 40 và 25. Đúng rồi, đó là pro, carb, fat. Tại vì sao? Trong thời điểm mà mình mới tập và mình ăn á, cái tỷ lệ này của mình nó rất là cao. Bình quân các bạn rất dễ ăn, cái lượng tinh bột nó chiếm khoảng 60-65% cái lượng bữa ăn của bạn, nghĩa là nó thiếu chất đạm đủ cho bạn xây cơ. Tất nhiên mà ăn nhiều thịt nạc hơn, cơ bắp của bạn nó sẽ nét hơn. Một, đó là điều thứ nhất nha. Rồi, cái vấn đề thứ hai, cái vấn đề quan trọng của ngày hôm nay mình muốn nói đến là cái lịch tập của bạn. Tập bình thường các bạn sẽ hay tập theo một cái lịch đó như thế này, đó là 2 3 4 5 6 7. Ngày thứ hai các bạn hay tập đó là ngực nè, ngực tay sau. Rồi ngày thứ ba các bạn tập là lưng, xô tay trước, tay trước. Ngày tiếp theo các bạn tập chân hoặc là dưới bụng. Rồi thứ năm thì tập giống thứ hai, thứ sáu thì tập giống thứ ba, và thứ bảy bạn lại tập giống thứ tư. Rồi, ok, đây là một cái lịch mà mình nghĩ là phổ biến và phần lớn tất cả mọi người đều tập. Nhưng mà tất nhiên lịch này nó sẽ không phù hợp với những người tăng cơ giảm mỡ. Tại vì sao mình khẳng định điều này? Đó là thứ nhất, cái ngày mà bạn tập tay nè với bạn tập lưng, tại vì sao nó như thế này nè, nó không phải là không phù hợp lắm,
mà là bạn phải biết được là bạn cơ thể bạn đang cần gì. Ở đây mình ví dụ cái trường hợp của bạn là bạn cao 1m7, 1m7 bạn nặng từ 70 đến 85 kg, nghĩa là hoàn toàn là bạn tự bản thân bạn là cảm thấy là bạn, một là bạn đang mỡ, hai là bạn vừa muốn tăng cơ là vừa muốn cơ thể của bạn nó nét mà cái lượng mỡ của bạn nó giảm xuống. Nghĩa là hiện tại bạn làm sao để xác định việc bạn tăng cơ, nghĩa là đầu tiên bạn phải biết được cái sức mạnh của bạn. Ví dụ như hiện tại là bạn chỉ hít đất được 20 cái, nếu mà sau 3 tháng tập luyện bạn hít đất lên 60 cái thì như vậy là chắc chắn khối cơ ngực của bạn nó tăng lên thì bạn mới mạnh hơn và khỏe hơn để hít đất được nhiều hơn. Nhưng cái lượng mỡ của bạn chưa chắc gì nó giảm. Mặc dù khi bạn xây dựng cái khối cơ nhiều hơn thì chắc chắn cái lượng mỡ của bạn nó sẽ giảm nhiều hơn, nhưng để mà bạn, cái mà bạn mong muốn á, là bạn giảm nhanh hơn. Ở đây là bạn vừa muốn tăng cơ vừa giảm mỡ, bạn còn thiếu một điều, đó là việc tiêu hao lượng calo. Chính thức cái việc này nó sẽ là dẫn đến việc làm sao bạn vừa tăng cơ vừa giảm mỡ. Như vậy là sẽ có rất nhiều cách tập, và với cái lịch tập này là bạn tập để bạn xây dựng khối cơ nhiều nhưng chưa chắc gì bạn tiêu hao lượng calo nhiều. Ok, rồi chúng ta sẽ đi tới vấn đề là vì sao. Một á, là những ở đây chúng ta chỉ có nhóm cơ ngực, nhóm cơ lưng và nhóm cơ chân là ba nhóm cơ lớn. Với một cái lịch tập là thứ hai tập ngực tay sau, thứ ba tập lưng sau tay trước, thứ tư tập chân bụng, thì các bạn chỉ có lịch bài tập là ngực, lưng và chân, là các bạn tập tương đối là mất sức và tốn nhiều calo. Còn việc vấn đề cái nhóm cơ nhỏ là tay sau, tay trước và bụng, thật sự là bạn tập bạn rất ít tốn calo. Một cái cách thức đơn giản về cái các công trình tính toán về khoa học về lượng calo tiêu thụ trong một buổi tập mà mình nghiên cứu á, thì cái những cái buổi tập cơ đó với người bắt đầu các bạn chỉ tập tối đa, các bạn đốt được tối đa khoảng 150 đến 200 calo. Nó rất là ít so với một cái khối lượng cơ thể là ví dụ từ 70 đến 85 kg của bạn. Điều này đồng nghĩa với việc là bạn sẽ rất khó để mà bạn đốt mỡ. Sorry các bạn hơi ồn ào chút. Điều này đồng nghĩa với việc rất khó để các bạn có thể là vừa tăng cơ vừa giảm mỡ. Rồi bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách là tại sao mà cơ thể nó vừa tăng cơ mà nó vừa giảm mỡ một cách nó hiệu quả hơn. Các bạn cần phải chú trọng vào việc là các bạn tập sức mạnh bộc phát và cái tốc độ cũng như việc rèn luyện thể lực. Nó sẽ như thế này, nếu mà trong cái lịch tập của bạn, bạn vừa cái ngày tập của bạn á, bạn tập tạ, bạn kết hợp với việc là bạn xây dựng cái khối cơ đúng không, và cuối buổi bạn chạy bộ nhiều, nếu mà trong thời gian đó bạn chạy nhiều á thì nó sẽ vô tình nó rơi vào việc là bạn tập cardio burn. Nó là một trạng thái aerobic của cơ thể, nó làm cho cơ thể của bạn đốt mỡ. Nhưng mà khi cái điều kiện đó là cuối buổi tập bạn cạn năng lượng rồi và bạn còn sử dụng tiếp tục năng lượng đến như vậy nữa, nó không còn năng lượng nó sử dụng, nó bắt đầu nó sử dụng năng lượng từ cơ để nó đốt, để nó sinh ra năng lượng cho bạn tập, dẫn đến việc nó cũng sẽ là đốt cơ nếu mà bạn tập cái nguồn năng lượng đó nó thấp. Nhưng nếu mà bạn dành cái thời bởi mà do cái lý do đó thì các nhà khoa học có nghiên cứu ra một cái vấn đề là chúng ta sẽ cùng tập HIIT, đó là cường độ cao ngắt quãng, high intensity interval training, nghĩa là cái cường độ cao ngắt quãng này là những cái bài tập nó đẩy nhịp tim của bạn tăng lên cao mà nó ngắt quãng lại, mà không có phải là nhịp tim từ từ như thế này. Rồi như vậy thì để làm sao kết hợp một cái lịch tập mà các bạn vừa tăng cơ vừa giảm mỡ ở đây, thì mình sẽ thiết kế một lịch tập cho các bạn, đó là ưu tiên những bài để bạn làm sao mà bạn có thể dùng được cái sức mạnh và thể lực. Rồi đầu tiên chúng ta đến với ngày đầu tiên của buổi tập, thì mình cho cái ngày hôm nay các bạn sẽ nghĩa là khi mà cái lịch này nè, nó sẽ không phân biệt là ngày tập nào, nhóm cơ nào, mà sẽ là ưu tiên. Tại hiện tại cái vấn đề của bạn là ưu tiên bạn vừa tăng cơ vừa giảm mỡ, nghĩa là cái lịch tập này nó chỉ cần đáp ứng một điều thôi, đó là nó làm cho cơ thể của bạn giảm mỡ bụng. Chắc bạn quan tâm cái đó đúng không? Rồi nó làm cho các bạn săn chắc cái nhóm cơ khác, bạn quan tâm đó đúng không? Muốn nó nét hơn đúng không? Muốn nó thấy rõ cơ đúng không? Tại vì nếu mà mình kêu bạn tăng cơ nhưng mà không thấy rõ cơ thì cũng hỏng, bạn đâu thừa nhận, chính xác không? Vậy là cái lịch tập nó phải đảm bảo là cơ thể bạn, một là bạn khỏe hơn, bạn khỏe hơn là nghĩa là có bạn cơ nhiều hơn, bạn thấy săn chắc hơn, nghĩa là giảm mỡ nhiều hơn. Khi bạn giảm mỡ nhiều hơn bạn sẽ thấy cái khối cơ của bạn rõ hơn, và lịch tập như vậy nó sẽ lý tưởng. Rồi mình sẽ phân ra làm 3 ngày, một tuần 5 ngày nha, ít nhất là tuần 5 ngày ha. Rồi ở đây mình sẽ chú trọng vào hai cái ngày. Một, ở đây mình không phân biệt là ngày thứ hai hay là ngày thứ tư, bạn muốn tập mấy ngày cũng được, một tuần 5 ngày, nhưng mà cái ngày này sẽ là ngày nghỉ. Rồi các bạn có thể tập ở đây, ví dụ các bạn tập 2 ngày và các bạn tập 1 ngày nghỉ. Cái ngày nghỉ thì mình sẽ cho các bạn tập nhiều về thể lực, rất là mệt luôn. Còn những ngày kia thì chúng ta sẽ kết hợp vừa tập cơ vừa tập thể lực, thì nó sẽ như thế này. Cái ngày đầu tiên
các bạn sẽ tập cơ thân trên. Thân trên. Rồi, chúng ta sẽ tập bài ngực. Chúng ta sẽ tập bài vai. Tại vì khi các bạn tập ngực, nhóm cơ vai và nhóm cơ tay sau của các bạn đã tham gia. Cũng như là bạn sẽ tập luôn nhóm cơ lưng. Tập nhiều vậy luôn á. Ừ, ngực. Nè, vai. Không, đâu thêm cần. Ngực và vai thôi. Còn cái ngày mà thân trên của ngày thứ tư, ngày này ngày thân trên nè, của ngày thứ tư thì chúng ta sẽ tập là lưng và tay. Rồi, đây chưa xong đâu nha, cái này là cái sườn chính thôi. Còn cái thân dưới, lát nữa mình sẽ giải thích những vấn đề của nó cho các bạn. Chúng ta tập chân, chân tập cái gì, cái vấn đề nó mới là vấn đề đó. Rồi, cái này chúng ta thân dưới, chúng ta tập chân. Cái ngày nghỉ á, thì mình sẽ cho các bạn tập bụng. Rồi, bởi vì sao? Chữ xấu quá không? Chắc xấu quá. Rồi các bạn chịu khó lấy giấy bút ra các bạn ghi lại nha. Rồi, cái ngày đầu tiên là các bạn tập ngực. Ưu tiên chúng ta sẽ tập những bài gì? Đó là hít đất nè. Biết ha? Đẩy ngực với thanh đòn. Rồi, một bài nữa là với người, ở đây mình đặt cái lịch là với người mới tập. Mình không khuyến khích các bạn tập quá nhiều bài tập. Nếu mà ở phòng tập các bạn không có những cái dụng cụ này thì bạn có thể đặt mua. Nhưng mà nếu mà không có cái dụng cụ này, bạn có thể thay thế bằng những bài tập khác. Đây là bài tập mình nói, đó là bài tập gì? Đó là bài tập quật dây thừng. Các bạn đã từng thấy những bài tập cầm cái sợi dây thừng quật gì? Hoặc là cầm đập gì? Thật sự là những bài tập này tác động vào thân trên cực kỳ tốt và xây dựng cho bạn cái khối cơ, tốc độ, sức mạnh, và nó vừa tăng cơ vừa giảm mỡ. Tại sao nói như vậy? Một là trong vòng 45 giây đập dây thừng hay là 30 giây đập dây thừng, bạn phải cái tay của bạn nó phải hoạt động hết công suất như gì? Khối cơ khi nó hoạt động ở tốc độ cao, nó có cái sự phá hủy cơ và cái lực chịu tải, cũng như là sự phá hủy cơ và kích thích cơ tương đương với việc khi bạn tập tay nặng. Điều thứ hai, nó lợi điểm hơn những cái bài tập tay trong cái việc mà xây dựng cho bạn khối cơ bắp. Đó là, ở đây mình nói là xây dựng cái khối cơ bắp thuộc dạng là sức mạnh nha. Còn nếu mà xây dựng khối cơ bắp mà thuộc dạng là nét thì bạn nên tập dưới tạ. Tất nhiên là bạn sẽ phải kết hợp hai cái. Nhưng trong cái thời điểm đầu tiên khi mà bạn mới bắt đầu, cái thể lực của bạn rất là yếu, cái tốc độ và sức mạnh của bạn rất là yếu. Và đây là cái mà bạn cần xây dựng trước. Khi mà bạn đã đủ mạnh và bạn cảm thấy là bạn đủ mạnh để cần thiết rồi thì bạn chuyển qua với tạ nặng hơn, bạn sẽ lợi thế hơn. Điều này lợi thế hơn những người người ta chỉ tập với tạ từ lúc bắt đầu đến khi họ tăng lên. Cái quá trình của họ sẽ chậm hơn bạn. Tại vì sao? Bạn lợi điểm một điều. Ở đây chúng ta sẽ có một cái sự phân tích lợi điểm tại sao những cái bài tập vận động tốc độ cao như là cầm dây thừng đập như thế này, hoặc là cầm dây thừng quật bầm 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 như thế này, bạn lợi điểm hơn. Rồi, ở đây chúng ta có hai cái biểu đồ. Rồi, cái cột này là cột về oxy, cột này là cột về cơ. Rồi, tại sao mình nói hai mức này ha? Đầu tiên là một bên là tạ, một bên là bài tập plyometric. Chúng ta sẽ so sánh. Ở đây, những bài tập với cơ, khi mà bạn cuốn lên, nhịp thở của bạn là hoàn toàn đều đều. Bạn rất khó tập tay mà bạn thở kiểu gì, rất khó. Cho dù bạn tập nặng tới mức nào đi nữa, cái nhịp tim và hô hấp của bạn nó cũng không bị đẩy lên quá cao, chắc chắn. Rồi, như vậy thì ở đây cái lượng oxy của bạn nó, cơ nó sẽ như thế này, rơi vô gì. Còn những cái bài tập plyo nó sẽ đi ở khoảng giữa của cơ và oxy. Nghĩa là chắc chắn là khi mà tay của bạn nó hoạt động nhiều hơn như thế này. Một là bạn rất là mệt, không tin bạn cứ cầm, bạn bây giờ bạn thử, bạn lấy cái tay của bạn á, bạn hoạt động nhanh vậy nè. Thử liên tục bạn bấm 30 giây, một là bạn sẽ rất mỏi tay. Hai là cái oxy của bạn, nhịp tim của bạn, bạn sẽ rất mệt. Tại vì trong tích tắc khoảng thời gian ngắn, cái này là cường độ cao các bạn á, lượng oxy của bạn và nhịp tim của bạn phải đẩy tăng lên. Kéo dài những cái cách tập đó trong một cái thời gian dài, nó làm cho cái hô hấp của bạn gia tăng và cái mức tiêu thụ oxy của bạn lớn hơn. Điều đó dẫn đến việc là bạn khỏe hơn về mặt hô hấp. Khi bạn khỏe hơn về mặt hô hấp trong một khoảng thời gian dài, bạn sẽ đẩy được mức tạ nó lớn hơn. Bạn hiểu ý mình nói không? Nhìn vô cái biểu đồ này á, bạn nếu mà bạn lấy thước dây á, cái đoạn đường này á, cái đoạn này nè, nó sẽ ngắn hơn cái đoạn này của bạn. Nếu mà tính về cái mét số đo tới, milimét số đo, đồng nghĩa với việc là khi bạn tập với người mới bắt đầu, bạn sử dụng cái phương pháp này
bạn hoạt động, bạn lợi điểm cả oxy và cái sự phát triển cơ. Nhưng mà cái khối cơ nó sẽ không đi nhanh bằng cái người tập cơ. Nhưng mà ở đây trường hợp của bạn là tăng cơ giảm mỡ thì bạn đáp ứng hai điều, bạn vừa tăng cơ, bạn vừa đốt oxy, đốt calo, sử dụng oxy nhiều để đốt calo để giảm mỡ, bạn sẽ thấy cái khối cơ của bạn nó nét hơn và nó sẽ đạt được cái mục tiêu của bạn đề ra. Rồi, hai cái cách tập này nó khác nhau. Cái chú trọng của ngày hôm nay mình muốn nói đến là cái sự khác biệt giữa hai cách tập này. Nghĩa là một cái bên, một cái lịch là chỉ tập với những bài tập tạ, và một bên kết hợp những cái bài mà xen kẽ giữa tập tạ và cường độ cao ngắt quãng hay sử dụng oxy nhiều hơn. Rồi, như vậy thì ok, video clip đến đây nó sẽ có tiếp phần 2 để các bạn đón xem làm sao để thiết kế cái sự khác biệt giữa bài tập tạ và bài tập kết hợp giữa dạng plyo để làm sao nó đốt được cái khối lượng mỡ nhiều nhưng mà đồng thời cũng xây dựng cái khối lượng cơ lớn. Rồi chúng ta sẽ cùng chờ xem cho video clip tiếp theo vì video clip này quá dài rồi. Ok, chào tạm biệt các bạn.